Các bạn đến với kênh học tiếng Hàn của Cường nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen với bài học đầu tiên, bài học số 1 trong quyển sách dành cho cô dâu Việt hoặc là những người đang muốn hòa nhập vào cuộc sống ở Hàn Quốc, đặc biệt là lao động. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học bài đầu tiên, bài có tên là Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ở đây chúng ta thấy Annyeonghaseyo, và đây là một cái câu chào rất là thân mật của người Hàn khi gặp nhau. Và mục tiêu của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm sao học được cái cách chào hỏi. Chúng ta sẽ học được cái cách chào hỏi và chúng ta sẽ như thế nào ạ? Chúng ta sẽ giới thiệu được bạn của mình cho một cái người mà mình biết được hoặc là mình quen. Và dĩ nhiên là để chào hỏi được, chúng ta sẽ phải làm quen với các cái từ vựng giới thiệu về tên, tuổi, rồi quốc gia, thông qua một cái ngữ pháp rất là quen thuộc của người Hàn. Đó là ngữ pháp tôi là gì đó hoặc là cái này là cái gì đó. Thì chúng ta sẽ có một cái động từ đó là ieo hoặc là yeo. Bài học ngày hôm nay cũng sẽ giúp chúng ta tìm hiểu được cái văn hóa chào hỏi của người Hàn thông qua việc chúng ta phát âm chuẩn nguyên âm là i, e, a, o, vân vân và vân vân. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Và bài học ngày hôm nay đầu tiên chúng ta như đã nói sẽ làm quen tên của một số quốc gia cũng như là một số biểu hiện về chào hỏi trong tiếng Hàn. Và quốc gia đầu tiên muốn được giới thiệu với các bạn đó là Việt Nam. Thì Việt Nam trong tiếng Hàn sẽ được đọc là Vietnam. Vietnam. Vì sao chúng ta đọc Vietnam? Thì trong phát âm chúng ta sẽ nói lại kỹ hơn. Và bây giờ các bạn chỉ cần lặp lại theo Cường trước là Vietnam.